Cho tôi ra tủ sở. Ông làm à? Đúng. Câu trả lời vẫn là không. Tôi thì đó không phải là ý của bên môi giới đâu. Đó là ý của cá nhân tôi thôi. Chứ nó bắt con gái tôi, con gái tài. Nghe tôi nói chứ. Tôi đi bắt xe buýt. Là con gái tôi. Này, có nghe tôi nói không? Này. Thằng tôi. Vẫn còn chơi trò này à? Lá bài này là gì? Chu. Lá bài duy nhất bắt nguồn từ phương Tây và hoàn toàn vô dụng. Chỉ tới khi trò chơi đến phần cuối, nó có thể thay đổi mọi thứ. Nhóc nên dành nhiều thời gian làm việc hơn là mấy cái trò bài bạc. Này, con không dừng lại một chút được à? Con gái tôi là y tá. Con bé không phải gì phải liên quan tới chúng. Bọn khốn đó trông giống con bé đi được 3 tuần rồi. Con có thể tưởng tượng nó phải chịu cảnh địa ngục thế nào không? Vì thế tôi sẽ không đi đâu hết. Anh bạn, tôi sẽ bám lấy cậu cho tới khi cậu chịu giúp. Đó là coca cai. Ông nghĩ tôi có thể làm cái gì hả? Gì cũng được, những việc có thể ấy. Ông có cả một đội quân đặc vụ. Đúng. Vậy giờ Interpol vào cuộc và họ tiến hành tìm kiếm. Thế cậu nghĩ chúng tôi phải đi chỗ quái nào để tìm? Nói cho tôi đi. Xin lỗi, tôi không giúp được. Biết tôi cho cậu ra tù sớm chứ? Tôi sẽ đá cậu về đó ngay. Chết tiệt. Đã. Mày ra tù rồi. Đúng đấy. Tao đã nói thế nào về việc ở đây hả? Chắc tao phải dạy mày thêm vài bài học. Chết tiệt. Chết tiệt. Mày không phải cố, thằng kia. Cút ra khỏi đây, đồ đần độn. Chết tiệt. Tôi giữ tiền cọc, tôi lo nhé, anh dai. Khốn nạn, đùa sao? Anh nhìn cái gì? Này anh, anh muốn nhấc mông ra ngoài này và giúp tôi không? Hay là... Thôi quên đi. Cứ mang vào trong này đi. Cái này đó, được rồi. Muốn có phần thưởng hay gì à? Này, hàng xóm. Cảm ơn nhé. Bố, làm ơn, đừng. Vẫn giữ nó sạch sẽ chứ. Ông biết phải làm gì rồi đấy.
chỉ là bia thôi, không phải là cầu hôn đâu. Cảm ơn. Ồ, anh biết nói à? Tên tôi là Ivana Mulligan. Em bé có tên là Ivy. Khi được mình độc quyền bởi TV2.org. Jake Walters. Cứ gọi tôi là Das. Das. Được thôi. Rất vui được làm quen. Con bé lên năm, nó bị trượt ngã, rồi hôn mê. Vài ngày sau, nó tỉnh dậy, rồi nhìn vào tôi và nói, con xin lỗi, bố. Xin lỗi. Tôi không cần phải quan tâm, không cần phải làm việc này vì con gái tôi. Hãy làm vì mẹ cậu. Mẹ! Lại đây, con. Bắt lấy chúng nó. Bắt cả hai mẹ con chúng nó lại. Tránh mau, tránh đường mau. Sẽ lại có được công bằng. Tôi muốn ngừng việc này lại. Tôi muốn ngừng việc này. Không ai dính vào Yakuza cả. Kageyama. Toshio Kageyama. Còn nhớ gương mặt đó chứ? Cái đã ra lệnh bắt cóc đều là do hắn, là con trai của ông chủ. Chạy đi con, chạy đi. Còn điếm. Mẹ ơi, đủ rồi. Thế giới nhỏ nhỉ? Sao chú lại bắt cô ấy? Một quả bom đã lấy đi chân tôi. Tôi sụp đổ nhưng đã trở lại. Chúng muốn khống chế tôi. Đó là lý do chúng bắt con bé. Đấy không phải là về tôi, anh bạn. Tôi không quan tâm cái quỷ gì sẽ xảy ra với tôi. Tôi chỉ quan tâm tới con bé. Thằng nhãi kia, bỏ tôi ra. Gọi cảnh sát đi. Gọi cảnh sát. Chào. Ái chà chà. Tôi chỉ không nhận ra anh đấy. Anh thực sự nên tắm rửa thường xuyên hơn và giúp chữ phong.
Tôi dùng búa khá là thạo đấy. Anh có nghĩ cái kệ này tự treo lên được không? Tôi có thể đi uống chút cà phê. Chắc thế. Tạm biệt Ivy. Có một gã tên là Bronson. Tôi siêu muốn hắn chết, nhưng chúng đã giấu hắn đâu đó trong thị trấn. Tới rồi. Shigeru Kageyama, con trai của Toshio, loại dựa dẫm vào danh tiếng gia đình. Shigeru bé bỏng sẽ tự chuộc lỗi của mình cho ông già nhà hắn thấy. Shigeru cần giúp đỡ. Cậu lên đi. Có biết ta là ai không hả? Bỏ ra. À, bé tôi nó cố dạ chúng ta này. Ta sẽ trả giá như mày muốn. Không, gấp đôi. Chết đi. Chờ đã, bình tĩnh được rồi. Chết kìa. Mày là thằng nào? Giữ nó lại. Mày là ai? Thằng bất danh. Có biết mày đang động vào ai không? Nào, nào, xử nó đi, anh em. Chết đi, thằng đất. Bronson ở chỗ nào hả? Nó ở đâu? Anh là tên quái quỷ nào? Này! Chờ đã! Này! Cô đó tuyệt thật đấy. Nghiêm túc đấy, tôi mang ơn anh. Để tôi mời anh uống rượu nhé. Đi chỗ khác đi. Hồi nào, một ly thôi. Nói chuyện thôi. Anh không thích điều tôi nói. Cô phải đi thôi, cứ giữ lấy tiền. Anh vào tù vì tội gì? Mấy giờ rồi? Nghiêm túc đi, tại sao? Tôi có tính xấu. Tôi không thích kẻ ngốc. Không hợp nhau. Anh từng giết ai chưa? Chưa hẳn. Tôi có làm vài việc, anh có thể giúp đấy. Cậu không biết gì về tôi cả. Kiểm tra để sau. Nhưng sao tôi cần người, người giỏi. Và anh rất cừ. Nhỉ? Đúng chứ, được rồi. Cho tôi số của anh. Tôi không có điện thoại. Chưa từng cần dùng bao giờ. Tôi mua cái điện thoại này. Đây là số của tôi. Mà xóa hết mấy số cũ. Tôi chưa từng bàn về lương. Đừng lo. Chào, tôi có làm gián đoạn gì không? Không, tôi tập thể dục khi thấy chán. Chắc hẳn anh phải chán đời lắm ấy. Tôi thực sự có việc tối nay, nên tôi nghĩ xin lỗi, ta có thể ăn tối sớm. Nhưng không quá đà, ta là hàng xóm, theo dõi tôi không? Rõ cực kỳ luôn, tốt. Vậy tôi có thể nói là... Anh đúng kiểu ở nằm ngoài tầm của xã hội. Có vấn đề gì với tôi không? Vì hình như tôi đang nói cho cả hai người đấy. Nhưng về tiền án của anh, đó có thể là vấn đề. Để anh vào tù về bạo hành phụ nữ và trẻ em. Tôi sẽ đi, và tôi sẽ mang cả đồ ăn theo. Nghiêm túc đấy, tôi nghĩ không có ai hèn hạ hơn kẻ bạo hành và người vô tội cả. Tôi không phản đối. Được rồi. Tốt, tốt thôi, tuyệt. Ăn thôi. Lấy mấy cái đĩa và gì nhỉ? Đồ bạc, dĩ nhiên rồi. Không đĩa.
Tôi đoán cũng không có mở nút chai đâu. Không có. Được rồi. Được thôi, đừng lo. Tôi không nên uống rượu vang. Nếu học sinh của tôi ngửi thấy mùi rượu, một đứa trong số đó sẽ phát bệnh tại lớp mất. Ta chỉ cần phê ra là đủ. Mời. Vậy anh làm gì? Tôi thấy anh khá bận, còn không mua cả đồ cơ bản nữa. Xin lỗi. Alo. Tôi biết rồi. Được. Công việc của tôi phải đi ngay. Ở thôi, tôi xin lỗi. Ta sẽ cùng ăn sau. Tôi cũng muốn vậy. Được. Tôi chỉ tận hưởng nhé, anh làm việc gì. Bốn tên lối ra phía bên kia. Mấy thằng này đã giết ba người của tôi. Anh mang theo gì? Biết cách dùng loại này chứ? Được rồi. Tôi là bên trong. Tôi là con trai, bố mày muốn con quy. Lão là hoàng hậu đấy. Chỉ là trò chơi thôi, Branson. Tao thắng ván này, tao kế tiếp. Này gái, đừng sợ, thằng này nhẹ nhàng lắm. Khỉ gì thế? Đi thôi. Russell, người nhập đấy. Ra đây, bắn chuột chết. Chết đi. Này, tao là người Nhật. Khác quái gì? Nếu thích cái gì cứ tự nhiên bà chơi. Để xem đã. Này, đừng có tia tôi. Nhìn xung quanh đi, cho chắc anh sẽ tìm được cái gì đó. Người ngoài có vấn đề gì sao? Có đấy, là mày.
Chết tiệt. Anh ổn chứ? Ổn chứ? Cảm ơn vì đã giúp. Tôi không giúp được. Đó là thử thách. Là một người ngoài, cậu không thể là Yakuza được. Tôi chỉ làm vì tiền. Cứ làm cho tốt, rồi cậu sẽ được thưởng xứng đáng. Tôi đã hoàn thành một việc rồi. Chưa trả tiền à? Hả? Từ từ. Tôi đã gây nhiều thiệt hại cho chỗ của tôi. Kanji sẽ chở cậu về. Tôi sẽ bắt taxi. Không, cậu làm việc cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cậu về. Xem xét mọi thứ trong khả nghi. Thằng ngoại lai này đang che giấu gì đó. Ngài Shigeru bảo tôi tới. Họ đang chờ để chờ tôi về. Cảm ơn nếu tôi không vào. Tôi có thể có ích cho anh. Ít ra có thể giúp anh xử lý vết thương. Vào đi. Vào đi. Cứ ngồi đi. Không có mở nút rồi. Có thể tôi mở được. Chờ đã. Để tôi. Cảm ơn. Được rồi. Cô không có tình cờ mang theo cốc chứ? Ai mà cần cốc chứ? Tệ thật. Ăn cục pizza lạnh thì tuyệt. Mấy thứ này sẽ giết anh mất. Cô nói đúng. Sao cô lại ở đây, Lisa? Tôi sẽ không phán xét đâu. Mẹ tôi cũng như cô. Bà không có được lựa chọn. Gia đình tôi đã mượn nhiều tiền từ ngài Toshio. Việc kinh doanh tệ đi. Tôi khi món nợ được trả. Và nếu cô biến mất, gia đình cô cũng thế. Anh cần nghỉ ngơi. Chờ đã. Mẹ tôi chưa từng có tiền cho riêng bà. Mua gì đó cho mình đi. Pizza của mình. Sao nào? Có thêm thông tin. Này, tôi mới biết con gái tôi ra sao. Đó là vấn đề của cảnh sát ngày nay. Không tin vào công dân. Bố. Bố. Con gái. Con gái. Nhà bố này. Cô ơi. Tôi cần biết về gã này. Tôi sẽ gửi ông một bạn. Tốt hơn là nên trao đầu cho kỹ. Nếu có chuyện gì với con bé, tao sẽ giết bọn mày. Nghe không đấy?
thế nó mới tuyệt chứ. Con đĩa mà tôi đưa đến, tôi đã thấy cách anh nhìn nó. Có phải tất cả người da trắng các anh đều thích một chút da vàng? Nhưng hầu hết gái ở đó đều là người da trắng. Họ từ đâu tới? Khắp mọi nơi anh bạn. Anh nghĩ chúng tôi kinh doanh vận tải để làm gì? Các người giữ họ ở chỗ nào? Xanh hỏi như vậy, dự định tự kiếm mối à? Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ anh đủ thông minh để biết hậu quả, đâu dám làm thế. Ở đằng kia, có những gã này nợ anh không nhiều tiền lắm, nhưng chúng thiếu tôn trọng. Mấy thằng Trung Quốc quyệt tiền tạo nên tấm gương xấu. Em biết người Nhật thích gì không? Sushi và cơm. Mà chúng không láng phép. Làm ơn, tôi không có vũ khí nào cả. Không ai chứng kiến. Ly ở chỗ nào? Nó ở đâu hả? Bình tĩnh đi các cô. Tôi không giết phụ nữ. Trừ khi chúng đáng bị thế. Các cô có đáng bị giết không? Không. Vậy thì đi đi. Đi nào. Cầm theo bất cứ thứ gì các cô thích. Sikeru, chờ một chút. Shigeru, bạn mới đâu rồi? Tôi đã quanh đây. Anh ta sẽ quay lại ngay thôi. Tao còn thấy mày, thế sẽ dìm mày trong cái đống mỡ của mày đấy. Dìm hắn vào đống mỡ của hắn. Hay thật. Anh là ai? Anh làm gì ở đây? Tôi đang tìm người. Một cô gái. Renee Lafitte. Tôi đã từng ở đây. Tôi có hẹn đi ăn với cô ấy. Sao? Họ đã đưa cô ấy đi mấy ngày trước. Tới đâu? Không biết. Họ giao dịch ở khắp nơi. Tàu hàng, trạm nghỉ, nhà riêng. Nghĩa đi, Lisa. Có thể gọi đã nhắc tôi. Ta phải tìm được cô ấy.
Tôi sẽ cố để ý. Nếu cô ấy được đưa về đây, tôi sẽ gọi cho anh. Cẩn thận đấy. Cả anh nữa. Họ trả rất hậu hĩnh cho thông tin này. Tất cả về hắn đấy. Tất cả mọi thứ tôi có thể tìm ra. Tôi đã bị để ý rồi. Ông đang viện cớ đấy à? Này, về này làm tôi bị nghi ngờ. Tôi không bao biện gì cả. Ông muốn tôi nói gì đây? Muốn tôi nói hắn là mối nguy à? Đúng đấy. Hắn là mối nguy. Không thể tưởng tượng được tuyến dưới đội Mỹ phòng thủ như thế. Vasquez, đúng rồi, anh ấy qua rồi, vượt qua rồi. Anh ấy mất bóng trước khi chạm vạch đích. Anh ấy bị loại, thật là xui xẻo. Mặt khốn nạn. Mày chết chắc rồi. Ở yên đây. Mày, tao biết ngay mà. Cứu viện. Mày nghe thấy chứ? Còn kia, giúp tao và khoản nợ của gia đình mày sẽ được miễn. Đề nghị hấp dẫn đấy. Nếu tao là cô ta, tao đã chấp nhận rồi. Mày là thằng nào? Nhớ lại đi. Nhật Bản. Chiba. Một con hẹp. Điếm. Cổ họng bà ấy. Phỉ nhổ. Lúc đó tao 8 tuổi. Thằng nhãi đạp. Tao sẽ giết mày ở Seoul. Hai ta đều biết điều đó. Trừ khi nói cho tao René Laffy ở đâu. Ở đâu? Được rồi. Được rồi.
nó. Mẹ mày làm tình sướng lắm. Thằng mặt hạ, chúng ta không bao giờ giấu con đó ở nơi công cộng. Tôi nên rời khỏi đây. Tôi cũng suýt nữa làm vậy. Chúng biết tôi ở đây. Anh không thể cứ bỏ mặc tôi như vậy. Chúng sẽ tra tấn tôi. Tôi sẽ khai hết và chúng sẽ giết tôi. Lisa, làm đi. Làm đi. Xin anh. Đi với chúng ta. Súng khủng đấy. Thế giới này lớn mà. Họ chỉ là đối tác kinh doanh. Họ ồn ào quá. Tôi mới họ đi ngay. Ông chủ đang trên đường tới từ Nhật Bản. Shigeru cần mày. Đợi ngoài đi. Khẩu súng này nặng lắm đấy các anh. Nó có thể giật cò bất cứ lúc nào. Anh là tên khốn ít nói. Mấy các đối tác của anh nói lắm quá. Xin cái đâu? Cậu sẽ tới ngay thôi. Tao hỏi lần nữa, mày sao mấy hình này ở đâu? Tiếp đi. Ai cửa mày tới? Thằng ngoại lai. Có phải đại ca Toshio đã nhận ra không? Cho nên mày giết anh ấy. Đánh nó. Mạnh lên. Mạnh lên. Tiếp tục đi. Ra ngoài. Hắn không làm việc cho cậu đâu. Ra ngoài. Đi ra, không là tao thiến hết chúng anh. Ai mang anh ta tới đây? Tôi. Ai ra lệnh cho mày? Nhìn hình xăm của hắn đi. Hắn không phải kẻ như hắn nói. Tao biết về chúng. Đó là một trong số lý do tao thuê hắn. Mày biết cái quái gì? Mày sinh ra trên đất Mỹ. Tôi là thân tín của gái Toshio. Đây là bạn tao. Ông ấy là bố tao. Và ông ấy hối hận về việc đó. Mỗi ngày. Mà chỉ là con chó của bố tao. Chỉ là thằng phiên dịch, không hơn. Lý do duy nhất tao không giết mày. Ông nội sẽ muốn biết mày ở đâu thì bố tao bị giết. Lên ấy về. Và Jack này, đừng có đi xa quá. Anh và tôi có nhiều chuyện để nói đấy.
Hay còn về con bướm kìa. Lạ là nó là người duy nhất còn sống. Nó đã bị đánh ngất. Nó đã gọi người tới ngay khi tỉnh lại. Tại sao nó làm thế thì nó có liên quan chứ. Còn thằng ngoại lai thì lại nữa à? Anh ta đã thực hiện mọi thứ chúng ta yêu cầu. Vì tiền thôi. Nếu có kẻ trả hắn nhiều hơn thì sao? Ví dụ xem nào. Đủ rồi. Nếu thằng ngoại lai vô can thì vụ ám sát đó do một kẻ khác làm. Shigeru, tìm và xóa sổ hắn đi. Ganji, khi việc này xong xuôi, ta muốn nghe cậu trình bày về việc Toshio chết trong khi cậu có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho nó. Và cả hai đứa, hãy nhớ điều này. Chúng ta là Yakuza. Không ai quan trọng hơn gia đình. Anh nợ tôi một lời giải thích. Ôi chúa ơi, có chuyện gì vậy? Chỉ là bị bầm thôi. Anh đúng là kẻ xấu mà. Thôi nào, để tao nói chuyện với thằng cấm. Thằng cấm là của tôi. Tự tìm nguồn khác đi. Nói tiếng người đi, thằng kia. Không phải quan trọng hơn gia đình. Kể cho tôi đi. Nếu có tin tôi, đây không phải việc cô muốn biết đâu. Tôi muốn biết. Chúng đã bắt cóc một người. Tôi đang cố tìm ra cô ấy. Sao phải làm vậy? Sao không để về đợt cho cảnh sát? Vì đó là con gái của một cảnh sát. Ông ấy nhờ tôi. Ồ. Tôi phải đi. Tôi phải rời khỏi đây. Được rồi, được rồi. Anh không giúp được ai bây giờ đâu. Đừng có bướng. Thôi nào, nằm xuống đi. Bên này. Ivy, tôi chỉ muốn nói xin lỗi. Yếu đuối. Càng chỉ đâu? Kệ sát càng chỉ. Chuyện gì với cậu vậy? Lại làm. Ra đây, bình tĩnh. Ai giết bố tôi? Con đang nói cái gì đấy? Trời ngu với tôi, tôi thách ông đấy. Tôi không có, kệ sát nó. Ai làm? Tôi không có hỏi lại đâu. Ai làm? Lee. Tôi bắn bát tặng. Không thể. Không. Hắn không có gan. Thế nếu hắn tấn công chỗ của cậu thì sao hả? Nếu hắn giết người của cậu, nó làm được cái khỉ gì? Việc của ông là giữ cho mọi người an toàn. Lão già, nếu ông không làm được thì bọn này cần giữ con gái ông làm gì? Chắc chắn là hắn chứ. Hắn đã thừa nhận. Và cuối cùng của hắn, làm sao mà cháu tìm ra? Cháu đã nghi ngờ từ đầu. Con chó Interpol của ta đã xác nhận, cũng là người cung cấp hồ sơ và anh bạn của cháu. Đúng vậy. Hắn rất hữu dụng. Vậy là bạn cháu vô can. Đúng như cháu kỳ vọng. Shigeru, là tốt lắm. Cháu đang trở thành người giống như chúng ta vẫn luôn hy vọng.
Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng ta có thêm thông tin. Có vài thứ quan trọng bị bỏ sót từ tài liệu của gã cảnh sát. Chỉ cho tới khi trò chơi đến lúc gần cuối, nó có thể thay đổi mọi thứ. Này, vẫn còn sống này. Sao tôi lại ở đây? Anh không nhớ à? Mấy viên thuốc tôi cho anh uống thực sự làm anh ngủ như chết. Ivy, tôi ngủ bao lâu rồi? 16 tiếng. Chết rồi, tôi phải đi. Phải, anh trông ổn đấy. Ivy, có một cô gái đang gặp nguy hiểm. Vậy anh mạo hiểm mạng mình để cứu cô ấy sao? Ta đã nói rồi, cô là người cuối cùng thấy con trai ta còn sống. Cô phải kể chính xác những việc đã xảy ra. Và trước khi bắt đầu, cô nên biết có một người đang trên đường tới nhà cô. Cho anh ít thuốc giảm đau. Uống 2 viên. Hiệu quả lắm. Vậy được rồi, hoặc uống 6 viên cũng được. Ivy, cô có biết không? Xin lỗi. Tôi mới bình yên thôi. Trừ khi anh định đi cả nhé. Hãy quay về đấy. Tôi hứa. Làm ơn, xin ông. Tất cả chỉ vì một con đàn bà. Hai, nếu tính cả mẹ hắn. Đem con đó tới đây, rồi tìm Kanji và Shigeru. Ông nội, alo, có chuyện rồi. Thực sự có chuyện gì đó rồi. Chúng tôi mới bảo tôi đi đón con gái ở bến tàu. Hay là cái quái nào? Lạc Phi, chưa biết rồi. Ở đâu? Bến số 9. Đợi tôi, đừng đi một mình. Cả một đống rắc rối. Con cái tôi đâu? Ông đã được cảnh báo nó sẽ bị làm sao nếu dám lừa chúng tôi. Thế con cái tôi đâu? Chúng mày điên rồi hả? Này! Con cái! Nghe này! Thả nó xuống! Tôi sẽ khai hết. Chúng ta biết hết rồi. Con gái, thả nó xuống ngay.
mà chết chắc rồi. Tự kết liễu đi, và tao sẽ tha cho nó. Hoặc mạng nó, hoặc mạng mày. Tôi xin lỗi. Làm đi. Bằng không. Dĩ nhiên rồi. Nơi tao thả nó đi sẽ là nơi nó cầu xin được chết. Nó sẽ ước rằng anh không sao chứ. Cố gắng lên. Ở lại với tôi.